Rất đẹp luôn. Âm ly thì các bác chờ em một tí. Này là cả âm ly giả non kêu được các loại nữa các bác nhé. Đấy. Kích thước cực kỳ hợp lý luôn nha các bác nhá. Đây cho bác xem kích thước. Keo con này của nó là 50 xít soát 55. Đấy. Chiều sâu con này của nó thì là 29 các bác nhá. Ngang đây. Ngang con này của nó là 32. Đấy, kích thước cực kỳ hợp lý cho bác chơi gia đình với những cái bạn nhà bác nào mà nó phòng nó không quá to. Thích nghe một bộ mà chất âm nó ok, giá hợp lý thì có thể tham khảo con Chiêu LS300. Zin test từ gần trước các thứ luôn, nguyên bản nào vừa về qua đấy. Đấy. Đẹp xuất sắc luôn nhá. Đấy, đẹp xuất sắc nhá, từ căng củng cho đến mọi thứ luôn, không có điểm trừ nhá, con này thì không có điểm trừ luôn, siêu đẹp xuất sắc luôn. LS300 đây, cặp này thì các bác lấy thì đang để cho bác giá là 3 đồng 2 nhé, 3 củ 2. Đấy. Siêu đẹp luôn. Bác nào cần địa chỉ đến mua thì các bác cứ gọi điện cho em. Ba đồng hai, đẹp chưa? Siêu LS300 rồi nhá, 3 củ 2. Mã này là mã số 497. Đôi này thì đẹp xuất sắc luôn. Con này về, con đôi này chắc về các bác chơi thôi, không phải làm gì cả đâu. Đôi này thì nó đẹp xuất sắc luôn. Đây. Thành vách thùng cạnh các thứ. Đây. Xuất sắc luôn các bác nhá. Đẹp xuất sắc luôn rồi. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em nhá.
Các bác xem like thì cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh.